Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách import cái file đuôi video, cái đuôi AVI vào Premiere Pro. Thì ở đây mình đang có hai cái file AVI mình vừa quay timelapse trên Sony A6000. Thì ở đây mình xem thì bình thường thôi. Tuy nhiên khi mình import vô Premiere thì không hỗ trợ. Đây. Thì cái này mình sẽ chuyển đổi như sau. Đầu tiên các bạn, nếu các bạn dùng hệ điều hành macOS nhé, thì các bạn chỉ cần mở file lên, các bạn nhấp chuột phải này, chọn mở bằng này, chọn Quick Time Play này. Còn nếu các bạn xài Windows, các bạn chưa có gì thì các bạn có thể cài cái app này vô, cài cái ứng dụng Quick Time Play, rồi các bạn nhấp chuột phải, chọn mở bằng, chọn Quick Time Play này. Sau khi mở xong này, nó sẽ có định dạng AV ở đây. Thì các bạn vào tệp, chọn xuất. Ở đây mình chọn độ phân giải cao nhất của video này là 1080. Nếu các bạn 4K thì các bạn chọn 4K nhé. Ở đây mình xuất. Và mình sẽ chọn một thư mục chứa data này. Ở đây mình chọn đâu cũng được, tùy mình thôi. Sau đó các bạn chọn lưu và chờ máy xử lý. Các bạn cứ chờ máy xử lý nhé. Cái này video của mình tầm 100 MB, thành ra là xử lý cũng hơi nhanh xí. Trừ các bạn tính bằng GB, các bạn có thể chờ lâu hơn. Và sau đó mình sẽ tắt này. Mình sẽ vào lại data. Và đây, có cái file khi nãy rồi. Và bây giờ mình import nhé, ở đây nhé. Và mình sẽ import này. Đây, ở data thì mình import vô. Rồi, nó vô. Đó, đơn giản. Đó là đuôi AVI nhé. Có cái file tương tự cũng vậy luôn. Ở đây mình có hai file, một file này, hai file này. Thì cái file tương tự các bạn làm như vậy nhé. Còn đối với các bạn dùng iPhone, ví dụ iPhone X để quay chẳng hạn, thì ở đây mình đang có hai đuôi này, định dạng MOV, mình không có import vô được. Mình import vô nhé. Ở đây MOV báo không có import được nhé. Thì bây giờ mình sẽ làm như sau. Mình sẽ mở một cái trang web lên. Mình sẽ mở cái trang này, convert.io.co nhé. Nó sẽ tự động vào. Các bạn nó tự động xẹp VN là Việt Nam á. Các bạn để ý này, convert này, io này, .co này. Đó. Sau đó mình sẽ chọn vào tập tin này. Mình sẽ chọn cái tệp ở mục download lúc nãy. Chọn cái file MOV này, mở này. Cái này mình đang dùng cái bản miễn phí, nó chắc sẽ cho mình cái dung lượng dưới 100 MB nhé các bạn. Các bạn có thể chọn cái đuôi xuất ra này. Ở đây mình đang chọn video 1P4. Đó, mình sẽ chuyển đổi, chuẩn bị tải lên và nó chuyển đổi, nó chờ cho các bạn. Trường hợp các bạn chuyển lên thì các bạn sẽ xuất ra, chọn thư mục chứa. Sau khi chuyển đổi xong này, nó sẽ hỏi mình. Nó đang chuyển đổi nhé. Chuyển đổi xong nó báo, nó sẽ cho hỏi mình là chọn thư mục nào. Thì cái này tùy vào các bạn thôi. Đó, mình tải về nhé. Ở đây mình mặc định mình đã chọn thư mục chứa ở download rồi. Tính ra nếu các bạn chưa có chọn, nó có sẽ hỏi cho các bạn ở download hay là ở thư mục DLC gì đó. Ở đây mình hủy, mình bị tải rồi. Thì ở đây mình sẽ dùng bản free này nhé. Nếu các bạn có những cái file lớn hơn 100 MB thì các bạn có thể dùng cái bản mua của nó. Ví dụ mình chọn tập tin trên 100 MB này. Mình sẽ tắt hết và chọn file mới. Đây mình sẽ chọn một file trên 100 MB nhé. Ví dụ file này thì phải lúc nãy đi. AVI hay MOV nó cũng chuyển đổi như này được hết. Thì đây mình sẽ chọn MP4 này. Thì ở đây nó báo 124 MB nhé. Các bạn chọn chuyển đổi nó sẽ báo. Đó. Bắt các bạn mua gói này. Có thể gói dùng 9 đô một tháng này. Hoặc là cái này 500 MB nhé. 1GB thì bao nhiêu đây này. Tùy vào nhu cầu của các bạn thôi. Thì nếu các bạn dùng Windows hay là phần mềm khác thì các bạn có thể tải cái code
chuyển đổi cái đuôi cũng được nếu các bạn muốn dùng lâu dài, còn lâu lâu các bạn chuyển một cái thì dung lượng thấp thì các bạn dùng cái này. Đó là hai cách để chuyển cái đuôi MOV và AVI sang định dạng MP4. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Chúc các bạn thành công.